Mai nổ hả? Thì nổ đó cơ, chị chuẩn bị nổ 40 căn nhà tình thương. Thì làm được 20 tỷ cho tất cả các bà con. Và phân bổ món quà đó là vừa phát tiền này, vừa phát 50 tấn gạo này. Giờ ngày 14 tháng 10 này là đồng thổ là 40 căn nhà tình thương. Thì nổ thật sự là em để mà là thực hiện cái nổ này, đưa lại những cái lời lạc cho các bà con á, không phải ai cũng làm được. Với là cái nổ này được bà con trên mọi miền đất nước ai ủng hộ hết trơn, chỉ có em là không ủng hộ thôi, đúng không? Thôi khen cho các bà con rồi, các mạnh thường quân, các cá nhân, các tập thể hộ rồi các bà con. Một lời khen mà sao em ích kỳ vậy? Khen đi người khác một tí đâu có sao đâu, đúng không? Rồi chồng ơi, thấy em có đẹp không? Em mời anh lên xem, lên nói chuyện với em trong cái rồi em đi em nói chuyện với ai vậy? Em xin lỗi chồng, bởi vì vừa rồi khi anh lên á, thay vì thì em nói chuyện với anh, nhưng mà vì có cái bà nó nói là mai nổ, cho nên em đang trả lời nó cái câu chuyện đó, em xin lỗi chồng. Nổ mà tốt cho bà con, nổ mà tốt cho cuộc đời là tốt lắm rồi, cứ nổ đi, nổ thoải mái. Nói thật với cả nhà luôn á, vừa rồi Mai phát tâm 20 tỷ là hết sức bình thường đối với vợ chồng Mai Khánh. Tại sao nhiều người biết tới hai vợ chồng Mai Khánh trong cái mùa bão lụt? Đó là Mai kịp thời để cứu nguy. Những ngày đầu mà nước đang còn, đường nó còn kẹt, thì vợ chồng Mai Khánh là lên đường này phát tâm trong cái chuyến thượng diện 20 tỷ này. Nhưng mà thực tế là Mai làm cái bếp ăn không đầm tới 70 tỷ cơ. Và rất chỉ là nhiều chuyến thiện nguyện cũng như làm mấy chục năm nay rồi, chứ không phải bây giờ mới phát tâm 20 tỷ. 20 tỷ là một cái chương trình thiện nguyện hết sức bình thường đối với vợ chồng Mai Khánh. Nếu mà cả nhà mà những ai chưa biết thì có thể vào trong những cái trang truyền thông của Mai Khánh, trang chính thống nha, của Mai Khánh nha, chứ đừng có vô trang giả đó.